Hàng ngàn viên thuốc chứa bột thịt người đã được cơ quan hải quan Hàn Quốc thu giữ khi đang được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc. Xét nghiệm cho thấy những viên thuốc này có khả năng gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Giới chức Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện trường hợp đầu tiên những viên thuốc chứa thịt người từ tháng 8 năm ngoái. Đây là những viên thuốc được chế ở vùng Đông Bắc Trung Quốc từ thịt trẻ sơ sinh. Trong những tháng qua, những viên thuốc như thế này được vận chuyển trái phép vào Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể. Chúng tôi đã phân tích ADN của những viên thuốc này. Kết quả cho thấy ADN của chúng trùng khớp với ADN của người từ 99,7 đến 99,9%. Những kẻ buôn lậu khai báo với hải quan rằng chúng chỉ biết những viên thuốc trên là thuốc tăng lực chứ không biết thành phần hoặc quá trình sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế những viên thuốc thịt người này chứa siêu vi khuẩn và các thành phần gây hại khác. Theo một số nguồn tin, giới chức Trung Quốc đã biết về nạn buôn bán này và đã tìm cách ngăn chặn xuất khẩu chúng. Tuy nhiên hàng ngàn túi thuốc vẫn được tuồn lậu vào Hàn Quốc.